mình sẽ cùng gặp gỡ thí sinh thứ tư của ngày hôm nay. Chào con. À, con chào cô. Con giới thiệu về bản thân mình cho mấy cô chú ở dưới nghe được không nè? Dạ thưa cô, con tên là Tăng Phương Linh. Năm nay con 6 tuổi, con đến từ Hải Phòng. Con rất vui khi tham gia chương trình biệt tại tí hon. Cô thắc mắc là không biết là con đang cầm cái này là cái bao tay hả con? Cái này là cái khăn tay. Cái này để làm gì? Cái này để cho chim nó đậu. Vậy? Trời ơi trời, có tin nổi vô mắt tôi không trời? Một đứa con nít cỡ này tuổi huấn luyện đại bàng, trời ơi trời. Con chim của con đâu rồi? Đâu? Bạn của con đâu? Con gọi bạn của con ra nha. Con giới thiệu về người bạn của mình cho mấy cô chú biết được không? Bạn tên gì nè? Dạ thưa cô, bạn này tên là Súp Lơ. Súp Lơ hả con? Súp Lơ. Súp Lơ. Súp Lơ. Súp Lơ là bông cải đó. Súp Lơ là bông cải. Thông của em này là đại bàng. Con diều hâu. À diều hâu à? Diều hâu. Trời ơi, sao giỏi vậy? Có bao giờ nó mổ không sao không ta? Ôi, em sợ đó mẹ. Mẹ chim này nhìn Sam rất ấm đuối nha. Không, nó ỉa đâu bà con ơi, nó ỉa rồi. Trời đất ơi. Có chỉ cần ăn một miếng nó ỉa ngay. Con ơi, thế súp lơ là ở đâu mà con có súp lơ vậy? Ở trong thùng. Ở trong thùng à? Thế bố mẹ mua cho con à? Vậy ở nhà con có bao nhiêu bạn? Người bạn giống như súp lơ nè, kể con nghe nha. Súp lơ này. Súp cua này. Đúng không? Bi. Nọc. 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 Phát. Phát. À lọc phát. Lọc phát. Bắp. Bắp. Con cần cần. Gật đầu luôn. Trời ơi, chắc họ huấn luyện tôi luôn quá. Các bạn đều là dòng điều hâu. Thế sao mình không chọn những con mà như là chích chòe này, họa mi này, sáo sậu này, sao mà mình chọn những con to như diều hâu chứ con nhỉ? Vậy ở nhà con có bạn nào là đại bàng không? Có. Có luôn à? Em Nọc với em Bi. À, em Nọc với em Bi là đại bàng à? Em nghĩ là mấy bé chim này phải nuôi từ nhỏ. Đúng rồi, nuôi từ nhỏ đến lớn. Thôi hết Hồng con ơi, dạ đúng rồi. Trời ơi, giật bắn cái mình. Thế cái con này như thế này là mình bán bao nhiêu một con nhỉ? Không bán à? Thế mua bao nhiêu một con? Mua thì nó khoảng bao nhiêu một con biết không? 500.000. 500. À, 500.000 là mình ra ngoài chợ mình mua chim cút về ăn con nhá. Mua đãi đoàn phim ăn 500.000. Mua chim cút vổ chết ngay. Chết ngay. Chết ngay. Con này mổ phát chết. Con này mổ phát chết ngay, chết luôn. Đấy. Nhưng mà con này thì khoảng bao nhiêu một con chứ làm sao 500 nghìn thì quá rẻ. Mấy triệu? Con biết không? Không nhớ đâu. Làm sao nhớ được? 100 triệu. 100 triệu. Ôi, nhiều thế con ơi. Thôi. Không có. Ôi đại bàng 100 triệu là bình thường, có nhiều con là lên 300 triệu. Ồ thiệt hả? Vâng. Ai mua, bàng, ai mua em 100 triệu không em bán luôn này. Giờ sao nó đắt thế? Đại bàng là giá bình thường thôi là mấy chục đến 100 triệu rồi. Con nào đẹp có thể lên đến 200 hoặc 300 triệu. Có bao giờ con chơi đùa với các em mà các em nó mổ hay nó cắn con chưa? Chả có em nào mổ con. Mà em mà toàn là hiền. Em này em ấy chỉ là con dưng tay xuống này em mới trèo lên. Trèo lên hơi đau đúng không? Hơi nặng. Nhưng mà con ơi, thế các em mày nó hiền hay là từ nhỏ? Là con nào cũng vậy hay là mình phải huấn luyện nó mới hiền? Em này hiền. Em này hiền nhất hả? Nếu chú Thành đến gần nó có mổ không? Hay là chú Thành thử đeo găng tay vô? Con ơi, này, thế đằng ấy ơi. Đằng ấy ơi. Gia đình mình ở đâu nhỉ? Gọi súp lơ đi, súp lơ. Lơ ơi, lơ. Chú Thành thử đi, chú Thành em hiền lắm. Ôi, thích thật nhỉ?
Thôi được rồi, cảm ơn con nhé, rất giỏi. Biết yêu thương động vật là tốt. Cảm ơn con. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng coi một đoạn video clip để hiểu hơn về bé Phương Linh nha. Trời đất ơi, mấy bà kìa. Hồi nãy ban bình luận của chúng ta có nhìn thấy trong cái đoạn clip á, là có hai người mình sẽ giang tay như vậy để cho chú chim của chúng ta bay qua. Vậy thì bây giờ sẽ có một cái thử thách là mình sẽ anh Huy với anh Đức đi. Hai chúng ta sẽ cùng lên sân khấu và đứng cái tư thế như vậy để cho chim bay qua. Xin mời. Ôi, người anh em, cuộc sống này mà. Đôi khi cố gắng nha. Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu. Có chừng đạp trước chim. Xíp lơ. Đó, đó, đó. Nghe bộ, nghe bộ, nghe bộ. Đó, thấy không? Nghe, 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 nghe. Em mới nghe cái quài hơn gì à? Phát hồ bên kia. Phương Linh ơi, con nhìn hai chú đứng có đúng tư thế không nha? Chà, đứng kể cầu thủ anh Đức ơi. Đúng rồi, đúng con. Buông ra nha, con buông ra nha. Dừng. Thấy, thấy con chim phải thông minh không? Nó bay kiểu nào bay đó, phải né hai cái nách ra. Con lại đó, con để lại đi. Dạ, em đừng có nắm chân nó nữa nha. Giờ cao lên, bắt ơi. Em cao hết cỡ rồi, bây giờ tới đây nha. Anh chạm vô ngón tay em đi. Mày thấp xuống đi tao lộn. Linh ơi, khi nào con sẵn sàng thì con nói cô để cô vung tay nha. Sẵn sàng. Rồi.
Hồ Nguyên. Thấy cái gió nó lạng quá không? Hay quá con ơi, hay quá. Trời ơi. Trời ơi, con mới muốn cái thịt không? Không, không có mất. Ừ. Hay quá, vỗ tay. Vỗ tay. Bây giờ là bé chọn đội là không bé điều khiển bé súp lơ đậu đầu ai là chọn đội người đó. Ừ. Nè súp lơ. Súp lơ. Sau khi nó đậu nó hay làm cái động tác tiếp theo là con gái ơi. Bây giờ mọi chuyện đã xong rồi. À, ở nhà chú Thành á có một bạn súp cua. Rất dễ thương mà không biết là con có muốn gặp bạn hay không. Nếu mà muốn thì con hãy về với đội của chú Thành đi nào. Súp lơ này có tập tính săn mồi đó. Đưa về hai bạn kia là súp lơ gấp hai bạn đó luôn á. À vậy hả? Ừ, đừng đem hai con đó ra dụ nha. Con ơi, ở đội của chú có cô Harry. Cô rất là am hiểu về động vật học. Am hiểu đó. Rất yêu động vật. Chính xác. Ai mà kỳ cục vậy? Có hai gì? Cạo lông con mèo. Quý vị coi, quý vị coi, bây giờ con mèo dòm giống như là nạn nhân sau đám cháy vậy. Nó là đứa sống sót duy nhất gia đình, nó chết hết con mình nó chạy ra được. Tàn tạ bé thua thân bại nhất vậy. Nên có gì con về đội của cô chú nha. Chú cũng rất là thích tìm hiểu về cái bộ môn huấn luyện chim này. Chú thích chim. Nói chung là thề. Ừ. Bây giờ Phương Linh, con muốn về đội của ban bình luận nào nè? Cái là chim sẻ con. Đây nè. Đó, nghe biết đại bàng mà dương cánh rồi không? Đây, đây con, đây. Con này là con nào? Hôm 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 trên rừng xanh, hôm hôm tóc nhau là em đó. Đó. Đấy. Bè. Chưa nói giống, chưa kêu giống như giọng kiều á. À, dạ. Bây giờ con về đội ai này? Em cảm thấy nhìn mình như đang giống như một cái thế giới động vật vậy. Không phải con nét đâu. Trời ơi. Cái xã thú ơi, dừng lại cho cháu nó chọn. Chọn đi con. Rồi, bây giờ con muốn về đội của ai nè? Con chạy về đây nhanh, con không chạy về cô Sam chạy về đây mất. Trời ơi, duyên dáng. Nhấn lên nào, nhấn lên. Thả tính bất chấp. Dạ cô, con gì cũng có hết. Đúng trơn rồi. Con mèo cũng có, con chó cũng có nữa. Bây giờ thêm con chim nữa là tuyệt vời đó. Dạ chú cũng có con mèo, con chó, có thêm con vợ nữa con. Rồi, con cứ đi tới đội của cô chú nào mà con thích nha. Giang đôi tay đón bé về với đại gia đình. Cô Sam đẩy hoài. Cô Sam đẩy hoài, cô Sam buông tay ra. Mày cháu nó tự chọn. Về bên này đi, không về giặt đấy. Mình nghỉ chơi bạn ra luôn. Mình nghỉ chơi Phương Linh ra luôn. Linh ơi, không về với đội mình nha. Kèo rốt thế, vừa chưa về là bảo nghỉ chơi rồi. Đây. Với đội mình nha. Giỏi thế. Con tôi mà. Lơ lơ, quay vào mặt để máy con ơi. Đây, rồi, con nói đi, con tên gì? Nói con lên. Tên là Đăng Phương Linh. Con mấy tuổi? Năm nay con 6 tuổi. Con là bạn của ai? Con là bạn của Súp Lơ. Còn mọi người bình chọn cho con nhé. Vâng. Ừ. Con nói là mọi người. Hay lời muốn nói này. Con là Súp Lơ, con là Súp Lơ. Mọi người bình chọn cho chủ của con. Cô chủ của con chiến thắng, con sẽ được một trái Súp Lơ. Đấy. Thế là con nói. Rồi, cảm ơn.